Và bây giờ 8 giờ tối nha, tôi quay video này gửi tới bác Viên Huyền, chiếc quay sập 1m6, 2m bằng gỗ vụ đây. Bây giờ trời nó tối để trong nhà quay. Để giới thiệu qua chiếc quay sập Ngũ Phúc. Đây phần khoang giữa là đục hai chú chim và rơi đang ngậm chữ thọ. Ngoài ra là những bông hoa. Cành hoa hai bên điểm. Đây hình ảnh chiếc dạ trước. Còn phía bên cạnh này là có những chú sóc. Chú sóc ăn những quả nho cài vào những cái chĩa này. Trông rất là sinh động. Đục rất là cây bong, quay nghiêng nhìn thấy cây bong này. Đây là chiều nghiêng. Cây bong thấy chiều nghiêng này. Hoa này là chặt được cả những cái nhị nhỏ này nhé.